Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng với Ngọc Phương, Ngọc Hân, Đức Hà và Thiên Thảo xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm hân hoan và an bình trong Chúa Giêsu Kitô qua chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng. Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2011, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật lễ lá. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có ngày 21 tháng 4, thứ năm tuần thánh, lễ tiệc ly. Ngày 22 tháng 4, thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngày 23 tháng 4, thứ bảy tuần thánh, lễ vọng phục sinh. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội hoàn vũ, tiết mục người công giáo trong thế giới hôm nay, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây, xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa tối cao, quyền phép vô song, chúng con xin cảm ơn Chúa vì đã ban đức tin để cho chúng con nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế xuống trần gian, cứu chuộc nhân loại. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, bước đi trong tối tăm lầm lạc và làm những gì trái ngược với đức tin. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng, luôn sống khiêm tốn và nhiệt tâm phụng sự Chúa. Và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng, được tràn đầy ơn lành và tình yêu thương của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn Phong-si-ô Phi-la-tô và quan hỏi người rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: ông nói đúng. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người thì người không trả lời chi cả. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người: ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao? Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào một dịp lễ quan trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tùy ý họ xin. Lúc ấy, có một phạm nhân nổi tiếng tên là Ba-na-ba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng: các ngươi muốn ta phóng thích ai, Ba-na-ba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô? Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Ba-na-ba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai? Họ thưa: Ba-ra-ba. Phi-ra-tô hỏi: vậy đối với Giê-xu gọi là Ki-tô, ta phải làm gì? Họ đồng thanh đáp: đóng đinh nó đi. Quan lại hỏi: nhưng người này đã làm gì nên tội? Chúng càng la to: đóng đinh nó đi. Bây giờ Phi-ra-tô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: ta vô can về mẫu người công chính này, mặc kệ các ngươi. Toàn dân đáp: hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi. Bây giờ quan phóng thích Ba-ra-ba, còn Chúa Giê-xu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điều Chúa Giêsu vào trong công đường và tập hợp cả cơ đội,
lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người và trao vào tay người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người mà nhạo báng rằng: "Tâu vua dân Do Thái." Đồng họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điều người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: "Chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta chúng đã bắt thăm." Rồi họ ngồi lại canh người. Họ cùng đặt trên đầu người bản án viết như sau: "Người này là Giê-xu, vua dân Do Thái." Lúc ấy, cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên ngồi bên hiểu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người và nói: "Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi." Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác mà lại không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa. Nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: Ta là con Thiên Chúa." Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng: "Eli, Eli lema sabachthani," nghĩa là: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con?" Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: "Nó gọi tiên tri Elia." Lập tức một người trong bọn họ chạy lại, lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: "Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không." Đoàn Chúa Giê-xu lại kêu lên lớn tiếng và chút hơi thở. Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra, các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa Giê-xu sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giê-xu thấy đất chuyển động và các sự xảy ra thì thất kinh sợ hãi và nói: "Đúng người này là con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Trong kính quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em, vào năm 1938, một tai nạn thảm khốc xảy ra trên một chuyến xe lửa tại Colombia. Chuyến xe lửa bị lật úp, làm một số người chết và nhiều người bị thương. Trong số nhiều hành khách bị trọng thương có cha Fenice, một linh mục dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Ngài bị thương rất nặng, một phần thân thể của Ngài bị bầm dập, máu chảy lên láng, ruột ròi ra khỏi bụng trong thảm thương. Vì nhìn thấy cha bị thương nặng, các bác sĩ, y tá yêu thương đến ân cần chăm sóc cho Ngài. Nhưng Ngài lại ra hiệu hãy đi lo cứu giúp các nạn nhân khác hơn là lo cho Ngài. Cha lại hết cam đảm, cố lê lết đến từng hành khách đang bị thương để giải tội, ban phép bí tích cuối cùng cho họ. Không thể cố gắng hơn được nữa,
Ngài tế quỵ xuống. Các bác sĩ chạy lại giúp Ngài. Cha thều thào trong cơn đau đớn: cảm ơn Chúa đã cho tôi hồng phúc được làm điều cần cho anh em con, tất cả cho vinh quang nước Chúa. Ngài được đưa tới bệnh viện và đã chút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời được 36. Vinh quang thực sự đúng nghĩa nhất của cha Phê-ni-xê không phải là lo lắng tìm hạnh phúc an vui cho chính mình, nhưng là chính cuộc đời hy sinh và cái chết của Ngài cho Thiên Chúa và cho đồng loại, cốt để làm vinh quang Thiên Chúa. Cuộc đời dâng hiến cao quý này đã phản ánh phần nào cuộc đời của Chúa Giê-xu, người mà cha Phê-ni-xê đã tận hiến cuộc đời cho Ngài. Khởi đầu cuộc hành trình hiến mình chịu chết của Chúa Giê-xu bắt đầu từ những giây phút được đông đầy bằng những lời ca tụng đầy vinh quang mà tất cả các môn đệ và mọi người dành cho Ngài. Chúa Giê-xu ngày hôm nay tiến vào thành thánh Giê-ru-sa-lem với tiếng vang hòa vang dội của dân chúng. Các môn đệ thì một mực tin tưởng, trung thành, cùng song hành cùng lời chúc tụng, ngợi khen vạn tuế con Thiên Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Niềm vui thoáng qua trong giây lát đã vội vụt tắt, nhường lại cho những sự tố cáo của dân, sự hung bạo của lính tráng, sự hèn nhát bỏ chạy của các môn đệ yêu dấu, và rồi sự hành hạ kinh hoàng của quân dữ cho đến chết. Như thế mới thấy vinh quang của Chúa Giê-xu không phải là ở nơi được thế gian ca tụng, thế gian tôn vinh, các môn đệ chúc khen, nhưng vinh quang của Ngài đích thực là lúc đi vào một cuộc hành trình phó dân để cứu độ loài người trong thánh ý của Thiên Chúa Cha. Vinh quang của Ngài là làm theo thánh ý Thiên Chúa Cha, sẵn sàng hạ mình xuống đến nỗi bằng lòng chịu chết cách nhục nhã. Vinh quang là ở nơi thập giá mà Ngài đang gánh chịu, ở những lời sỉ nhục mà lệ, ở nơi tra tấn của quân lính. Tất cả chỉ vì tình yêu. Vinh quang của Ngài là yêu loài người cho đến cùng. Ngài đang bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, dâng hiến vì tình yêu. Ngài hết lòng hết sức yêu con người cho đến cùng bằng cái chết thương đau. Như lời Thánh Gioan đã nói, người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em, chúng ta đang tay trong tay cầm ngành lá tung hô vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta chúc khen ca tụng Ngài, chúng ta dùng những lời lẽ yêu thương ngợi khen Ngài. Thật vậy, nếu dừng ở giây phút này thì chưa đủ. Điều quan trọng phải chăng là tôn danh Thiên Chúa đúng nghĩa khi chúng ta khiêm tốn tuân giữ lời Ngài và sống tinh thần của Ngài, một tinh thần sẵn sàng tự hạ, chấp nhận hy sinh để bước theo Ngài và cùng chịu đóng đinh và chết với Ngài. Đức Giê-xu tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trong tư cách vua Mê-si-a, người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, sẵn sàng lên đường bước vào đời thương khó, sẵn sàng hạ mình, đón nhận khổ nhục, chịu nạn chịu chết. Ngài tiến vào Giê-ru-sa-lem trong vinh quang, phấn khởi để chấp nhận mọi người nộp mình như một con chiên ngoan ngoãn chuẩn bị đi xác tế. Giu-đa, người tông đồ được Chúa tín nhiệm, đã nộp Chúa Giê-xu cho các thượng tế để lên án Ngài. Các thượng tế, những người được Chúa thương trao cho nhiệm vụ dạy dỗ dân, nộp Chúa cho Phi-la-tô để tra tấn, xét xử. Phi-la-tô, người lãnh đạo dân, nộp Chúa Giê-xu cho quân lính để hành hạ, đóng đinh Ngài. Vì của cải vật chất,
mà nhiều khi con người sẵn sàng xua đuổi Chúa Giêsu, loại bỏ Chúa ra khỏi đời mình. Giuđa vì muốn được 30 đồng mà sẵn sàng bán đứng Chúa Giêsu. Ông đã sẵn sàng loại Chúa ra khỏi gia đình tông đồ mà Ngài đã bao lâu? Các tông đồ đã thọ ơn, chia sẻ tình huynh đệ cộng đoàn. Cuộc đời chúng ta nhiều khi cũng vì đồng tiền mà chối bỏ Đức Giêsu, mà nộp linh hồn mình cho ma quỷ. Cũng vì lòng ghen ghét, ganh tị mà con người đã giết chết Chúa Giêsu. Các thượng tế đầy lòng căm phẫn vì Chúa Giêsu đang được nhiều người tin kính, quý mến. Họ sợ Chúa sẽ được nhiều người trọng dụng hơn, sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn. Các ông lên án vu khống cho Chúa Giêsu đủ điều, cốt để triệt hại danh thơm tiếng tốt của Ngài, cốt để đóng đinh Ngài. Cuộc đời ta nhiều khi cũng vì ganh ghét mà làm thiệt hại cho nước Chúa, làm cho danh Đức Giêsu Kitô bị lu mờ qua việc chống đối, gièm pha, đặt điều sai sự thật để diệt trừ những người xả thân cho tin mừng. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bị bắt hại qua lòng ghen tương này. Vì muốn được lòng dân mà con người sẵn sàng xuyên tạc về tin mừng Chúa Giêsu. Phi-la-tô không muốn phật ý dân, muốn lấy lòng dân nên sẵn sàng chối đi sự thật. Đời ta nhiều khi cũng thế. Vì muốn được lòng thế gian, ta sẵn sàng nói những điều thế gian muốn nghe, không muốn nói những gì Chúa muốn nói và giáo hội dạy bảo. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em, con Thiên Chúa tiến vào thành thánh Jerusalem để trao nộp mình cho thế gian. Chúng ta cũng hãy trao chính mình cho Thiên Chúa. Biết bao nhiêu vị thánh đã sẵn sàng vì Chúa mà hiến dâng mạng sống mình cho Thiên Chúa. Cha Maximilien Kolbe, một tư sĩ dòng Francisco, đã đi theo con đường này. Nhớ lại câu chuyện của Ngài vào thời đế quốc xã. Theo tộc tục của trại giam, một tù nhân trốn thoát, 10 người tù khác phải đền mạng. Mọi người đang khiếp sợ vì tên sĩ quan đang từ từ diệt qua hàng tù nhân, chỉ ra 10 người. Trong đó có một người đàn ông kêu la thảm thiết: "Khốn cho tôi còn vợ và còn một đàn con thơ dại." Giữa bầu khí thinh lặng rùng rợn, cha Maximilien Kolbe can đảm tiến ra khỏi hàng, muốn được nộp mình thay cho người bạn tù. Hết thảy mọi người đều sửng sốt. Tên sĩ quan quát to: "Ông là ai?" Cha Maximilien Kolbe: "Tôi là linh mục công giáo." Viên sĩ quan quát lớn: "Ông muốn gì?" "Dạ, tôi xin tình nguyện nộp mình chết thay cho anh bạn tù này, vì anh ta còn con thơ dại." 10 người tử tội đã được dẫn vào phòng tối, không ăn uống gì cho đến chết. Cha Maximilien Kolbe lòng vui ca mừng hát vì đã được ân huệ nộp mình cho người. Cuộc đời là chuỗi ngày tiến về thành Jerusalem Thiên Quốc. Trên đường này, biết bao tiếng kêu than thống tiếc đang cần sự trợ giúp của chúng ta. Cha Maximilien Kolbe không nghĩ đến đời mình, không nghĩ đến mái ấm gia đình mình. Ngài chỉ nghĩ đến Chúa, nghĩ đến những người Chúa gửi đến cho Ngài, nghĩ đến những hiện thân của Chúa đang kêu sự cứu giúp. Ngài đã dâng đời mình trao ban đến cùng. Nếu cha Maximilien Kolbe muốn giữ lại mạng sống Ngài, thì hiển nhiên giờ này
Ngài cũng đã chết. Nhưng cái chết ấy sẽ bị chôn vùi trong đáy nguyệt từ bao đời. Đời của Ngài không ai biết đến, và Thiên Chúa cũng chẳng được tôn vinh. Mọi người biết đến qua hành động anh hùng này. Cuộc đời thật tuyệt đẹp cho những ai hiến thân nộp mình cho đồng loại của mình. Đó là không ghen tương bịa chuyện cáo gian, nhưng là hy sinh, là quên mình, là trao ban, là hiến thân vì tình yêu Chúa và anh em đồng loại. Đó là được có Chúa hơn là được của cải trần thế. 30 nén bạc của Giu-đa chi tiêu rồi cũng hết, nhiều của cải rồi cũng qua, chỉ có Chúa là hạnh phúc mãi mãi, đời này lẫn đời sau. Đó là sống cuộc đời còn lại của đời mình với quyết tâm làm đẹp lòng Chúa hơn tìm cách làm đẹp lòng người đời, mà bất kể gì sự thật của tin mừng cứu độ. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse cùng đồng hành và giúp chúng ta sống trọn những gì Chúa Giêsu đã sống. Amen. Còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu trong vườn dâu, Chúa quỳ nguyện cầu đôi mắt âu sầu. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu, câu chuyện tình đầy bao thương. Yêu thương ra sao, con tim nghẹn ngào, đôi môi khi thao, nguyện cầu cùng Thiên Chúa cha. Đường thì hay cất trên đằng xa con, nhưng xin một lòng tuân theo lệnh người, có ý tiếng mình từ ngàn đời cha. Con còn nhớ mãi ngọn đồi Can Vê trong chiều hè, Chúa chiều tàn hơi mang gánh cho đời. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi một chiều giăng mây, ôi một chiều đau cô liêu. Rồi trời mù tối, Chúa ngự lên cao, yêu thương dạt dào, con kinh nghẹn ngào, đôi môi thì thào, nguyện cầu cùng Thiên Chúa cha. Chẳng còn sao trở lại đây, bỏ
còn nhớ mãi ngọn đồi Can Vê trong chiều hè. Chúa chiều tàn hơi mang gánh cho đời. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi một chiều thương yêu, ôi một chiều lòng đạo đức bình dân là một di sản mà giáo hội phải gìn giữ. Tin Roma vào sáng ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 4 vừa qua, trong buổi họp của Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin được nhóm họp tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói: lòng đạo đức bình dân sâu xa của dân chúng là một di sản quý giá của giáo hội Công giáo trong châu Mỹ Latin, nên chúng ta có bổn phận phải giữ gìn, và nếu cần, chúng ta phải gạn lọc và thanh tẩy. Cuộc họp của Ủy ban trong tuần qua nhằm thảo luận và bàn về sự liên quan giữa lòng đạo đức bình dân của dân chúng với công việc truyền giáo. Đức Thánh Cha đã xác nhận mối liên quan sâu xa của hai điều nói trên, trong khi Ngài cũng lưu ý rằng lòng đạo đức bình dân không thể chỉ được nhận xét trên sắc thái văn hóa mà thôi. Vì khi lòng đạo đức bình dân được xuất phát từ đức tin đích thực, thì lòng đạo đức đó sẽ đưa con người đến cuộc gặp gỡ hữu ích với Chúa, khiến người đó nảy sinh lòng sùng kính đối với các bí tích và các mầu nhiệm, lòng sùng mộ đối với Đức Trinh Nữ Maria, lòng cảm ơn đối với người kế vị Thánh Phêrô, cùng với ý thức mình được thuộc về giáo hội. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải lưu ý đến một số các hình thức tiêu cực của đạo đức của dân chúng, vì những điều đó có thể gây hoang mang và có thể tạo ra một cách giữ đạo phiến diện. Cộng sản Việt Nam bắt các chúng sinh phải học về an ninh quốc gia và sách lược của chính phủ. Tin Việt Nam, một chương trình huấn luyện tiền phong áp dụng cho 191 chúng sinh tại một chủng viện trong tỉnh Cần Thơ đã cho thấy rõ ý đồ xâm nhập và mưu toan nắm quyền trong giáo hội Công giáo của chính quyền Cộng sản Việt Nam để đi đến chỗ hoàn toàn kiểm soát giáo hội theo đúng mô hình mà Cộng sản Trung Hoa đã áp dụng. Theo nhật báo Đại đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì 191 chúng sinh đã phải theo một chương trình huấn luyện mới do chính quyền Cộng sản áp đặt, là phải học những môn như an ninh quốc gia và chính sách tôn giáo của Đảng và một số môn học khác hoàn toàn không cần thiết cho một người tu sĩ hoặc giáo sĩ Công giáo. Nguồn tin này đã hoàn toàn xác định việc chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cố len lỏi và xâm nhập vào các chủng viện trong mục tiêu xâm nhập để thay thế tòa thánh trong việc điều khiển giáo hội trong nước theo đúng mô thức giáo hội tự trị mà Trung Cộng đã áp dụng. Đức Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi đừng để máu phải đổ thêm nữa. Tin Vatican sau bài giảng giáo lý cho 20.000 khách hành hương tề tụ tại công trường Thánh Phêrô trong ngày thứ Tư mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẩn thiết kêu gọi để máu đừng đổ nữa tại hai quốc gia Libya và Nepal, nơi chiến tranh đang
tiếp diễn từ nhiều tháng nay. Ngài cho rằng bạo lực và hận thù luôn luôn làm cho chúng ta thua thiệt. Và Ngài đã theo dõi hàng ngày tình hình tại hai quốc gia nói trên với sự quan ngại ngày càng lớn. Trước tình hình chiến sự, Đức Thánh Cha đã đề cập đến Thánh nữ Teresa thành Lisieux trong bài giảng giáo lý của Ngài và cho rằng đời sống của một người công giáo phải sống trọn vẹn trong ân sủng của bí tích thánh tẩy và sống giống như Chúa Kitô đã sống trong thần khí và lửa của Chúa Thánh Thần để yêu thương người đồng loại của mình. Vì Thiên Chúa không có kẻ thù, Thánh nữ Teresa hay đồng Giê-xu cũng không có kẻ thù. Do đó, ta phải noi gương các ngài để không còn hận thù trong trái tim nữa mà chỉ có tình yêu. Điều này không dễ, nhưng nhờ vào lửa của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ làm được. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả chúng ta hãy noi theo gương sáng của Thánh nữ để sống với sự khiêm cung, lòng từ ái, với đức tin mãnh liệt và hy vọng không nguôi. Và cũng như Thánh nữ, chúng ta phải cố gắng hiệp thông cùng Chúa Kitô. Gia đình phải giữ một vai trò chính yếu trong phương thức truyền giáo mới. Tin Roma, trong một buổi họp cùng các đức giám mục hữu trách trong các ủy ban gia đình và đời sống tòa thánh từ các quốc gia trong châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe, Đức giám mục Jean Lafitte, thư ký Hội đồng Tòa thánh về gia đình cho biết, gia đình phải giữ một vai trò chính yếu trong phương thức truyền giáo mới. Đức cha Lafitte cũng nhắc lại, gia đình đã từng là điểm đáng quan tâm trong phiên họp khoáng đại của các đức giám mục của các quốc gia trong châu Mỹ Latin và các đảo quốc trong vùng biển Caribe, được nhóm họp tại Aparecida, Ba Tây vào năm 2007. Ngài nói, giáo hội trong các quốc gia phải hết lòng giúp đỡ và lưu ý đến các gia đình một cách tích cực hơn, vì gia đình là trọng tâm của Hội đồng Giáo hoàng về tái truyền giáo của Tòa Thánh hiện nay. Từ nhiều thế kỷ nay, chúng ta đều biết gia đình không thể chỉ được xem như một mục tiêu truyền giáo mà còn phải được xem như một chủ đề truyền giáo nữa. Đức cha Lafitte giải thích thêm, gia đình có thể là một bộ phận truyền giáo ngay trong mái nhà của mình và nhờ vào tình yêu giữa vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, việc nghe tin mừng của Chúa và việc cầu nguyện chung có thể gây những ảnh hưởng tích cực cho nhau để cùng nhau thăng tiến. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi là Linh Mục Du Xe Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, dòng Chúa Cứu Thế, Phó Giám đốc Radio Mẹ Hằng Cứu Rước và TV Ánh Sáng Tin Mừng. Hân hạnh gửi lời chào đến toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Hôm nay, chúng tôi có một chương trình phỏng vấn đặc biệt để tìm hiểu về Đại hội Lòng Chúa Thương Xót kỳ 11 sắp đến sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2011 tại Long Beach Convention Center Arena, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Vì thế, hiện diện với chúng tôi hôm nay có cha Phaolô Nguyễn Tất Hải, giám đốc Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng, cùng với cha Mikae Nguyễn Trường Luân, nguyên giám đốc Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng. Chúng tôi là những linh mục của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại trực tiếp trong việc tổ chức và điều hành đại hội lần này. Xin kính chào quý cha. Vâng, chào cha Phó Giám đốc cũng như chào quý cụ ông bà và anh chị em của chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng TV Ánh Sáng Tin Mừng. Vâng, con kính chào quý cha và một lần nữa xin hết lòng cảm ơn các cha. Chúng con được trở lại với bà con cô bác và trở lại với công việc phục vụ trên TV. Chúng tôi xin kính gửi đến anh chị em quý cụ, quý ông bà, anh chị em lời
chào chúc thân thương nhất và kính chúc anh chị em trong tuần này là tuần thương khó, tuần chúng ta cảm nhận được tình Chúa thương xót hơn bao giờ hết, được niềm an vui và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Kitô. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho cha giám đốc Phaolô Nguyễn Tất Hải, đó là khi nói đến đại hội lòng Chúa thương xót luôn luôn liên quan đến vấn đề được ơn toàn xá. Vậy xin cha cho biết những ai sẽ có những điều kiện gì sẽ được lãnh nhận ơn toàn xá, và đối với những người không phải Công giáo thì cha có lời khuyên gì? Cảm ơn cha, câu hỏi hết sức là thiết thực. Dĩ nhiên đại hội siêu tôn lòng Chúa thương xót là mở rộng ra cho tất cả mọi người, không trừ một ai, bất kể văn hóa, sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo. Và chắc chắn rằng tham dự trong đại hội lòng Chúa thương xót kỳ này cũng như các kỳ trước, có một số anh chị em cũng không phải là người Công giáo, tuy nhiên đa số là người Công giáo. Và vì thế ở đây xin nói với ông chị em Công giáo trước, đó là chúng ta biết đại lễ lòng Chúa thương xót đã được Đức Thánh Cha ban cho chúng ta, và kèm theo đó Ngài cũng muốn cho chúng ta được lãnh nhận ơn toàn xá của Hội Thánh. Có nghĩa rằng là vào ngày này, nếu ông bà và anh chị em nếu như tham dự thánh lễ ở các nhà thờ, và dĩ nhiên ở Long Beach Convention Center Arena mà chúng tôi cũng có thánh lễ, ông bà chị em tham dự thánh lễ một cách sốt sắng, và dĩ nhiên thì có được xưng tội, đặc biệt những tội trọng, tất cả những tội chúng ta phải xưng cách riêng là tội trọng, rồi chúng ta cầu nguyện theo ý chỉ Đức Thánh Cha, rồi chúng ta tham dự thánh lễ và rước lễ, thì chúng ta được ơn toàn xá. Đó là cái điều căn bản nhất cho những người Công giáo. Và những người ngoài Công giáo không phải là Kitô hữu thì cũng vẫn đến tham dự. Tuy nhiên vẫn cảm đương nhiên chắc chắn rằng chúng tôi tin rằng một cách mạnh mẽ, đó là Thiên Chúa Ngài thương xót không trừ một ai, và lòng quyền năng thương xót của Ngài đến với tất cả mọi người. Nhưng mà ngoài ra thì tôi tin rằng, xác tín rằng là đối với bà và anh chị em, ngay cả người ngoài Công giáo, người không phải là Kitô hữu thì đến với đại hội chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ban ơn một cách nhiệm màu nào đó, mà cuối cùng ra ông bà và anh chị em sẽ nghiệm thấy được thật sự Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Cảm ơn cha. Câu hỏi kế tiếp đó là với tư cách là trưởng ban tổ chức, xin cha cho biết cách thức người giáo dân đến với đại hội như thế nào, phương tiện đấy họ sẽ đến như thế nào, xin cha. Vâng, trước khi nói đến điều này thì cũng xin nhắn gửi đến quý cụ ông bà và anh chị em, đặc biệt trong tháng 4 vừa qua, Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng là một phần của cơ sở truyền thông của Phụ Tử Đồng Chúc Quốc Tế Hải Ngoại, số tháng 4 2011 cũng có những bài đặc biệt nói về lịch sử cũng như tất cả những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho con người qua đại lễ lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy cái bìa đây rất là đẹp, đặc biệt trong đó có bài của cha Anthony Đào Quang Chính, Ngài viết rất là rõ về lịch sử cũng như tiến trình như thế nào trong việc cổ võ đại hội lòng Chúa thương xót. Ngoài ra, như đã nói trong kỳ trước, kỳ phỏng vấn lần rồi, chúng ta khi dự đại hội chúng ta sẽ được phát cuốn sách để chúng ta để cầu nguyện, chúng ta làm chuỗi, chúng ta dùng không phải chỉ trong đại hội mà còn về nhà khi chúng ta cũng dùng được nữa. Đó là cuốn sách Mặc Khải Lòng Chúa Thương Xót do chính cha Mikael đây đã soạn ra. Nói về đến với đại hội như thế nào, đối với ông bà và anh chị em, đặc biệt những ông bà và anh chị em trong yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp tháng vừa rồi, chúng tôi cũng đã gửi đến từng gia đình một cái phiếu để biết cái địa điểm. Rồi một mặt chúng tôi thấy có đề chương trình đại lễ cũng như về cái địa điểm như thế nào để có thể đến với đại hội. Như đã nói, đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót kỳ 11 này cũng như những kỳ trước đây đó là miễn phí hoàn toàn, tức là ông bà và anh chị em không phải có mua phiếu mua gì hết. Riêng đối với những bà và anh chị em ở vùng Orange County, tức là vùng Little Sài Gòn,
thì chúng tôi sẽ có xe bus hướng dẫn đưa bà và anh chị em từ sáng từ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, có xe đưa đón bà và anh chị em, đặc biệt những cụ lớn tuổi có thể đến với đại hội dùng xe bus. Và buổi chiều chúng tôi cũng sẽ có xe bus đưa quý bà và anh chị em trở về nếu bà và anh chị em không đi xe riêng. Như đã nói rằng là đến với đại hội thì chúng ta có cách thức là như vậy. Và từ dưới chẳng hạn như là từ Orange County, thì bà và anh chị em những ai ở Orange County thì có thể đi nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi đưa cái địa điểm ở đây, đó là lấy xa lộ 405 Bắc North, rồi sau đó vào exit Long Beach, rồi từ đó quẹo trái trên đường Long Beach Boulevard và đi thẳng trên Long Beach Boulevard xuống hướng bờ biển, thì chúng ta đến ngay là arena. Cái chỗ đó rất là lớn, không ông bà và anh chị em đến biết ngay là cái chỗ đó. Về hướng Los Angeles thì cũng vậy thôi, thì thay vì lấy 405 North thì chúng ta lấy 405 South, và đến và sau đó cũng gặp exit Long Beach Boulevard, rồi chúng ta quẹo trái, rồi chúng ta tiếp tục quẹo phải để đi trên hướng đó, thì chúng ta cũng đến Long Beach Convention Center Arena. Và đến đó chúng ta sẽ thấy cả một khu vực rất là lớn. Và Long Beach Convention Center Arena là một cái nhà có mái vòm chung quanh và dĩ nhiên ở gần biển, mà do đó ngoài trang trí người ta sẽ có cái vẽ những con cá heo rất là đẹp. Địa điểm rất là đơn giản, 300 East Ocean Boulevard, Long Beach, Cali 90802. Vâng, là thưa cha Mikael Nguyễn Trường Luân, đối với những người đến từ xa như thế nào, tiểu bang khác hoặc là từ Úc Châu, từ Anh Quốc, thì không biết trong quá khứ cha có kinh nghiệm gì, và trong năm nay cha đã có trong vấn đề với tư cách là phụ tá cho trưởng ban tổ chức, thì cha đã có liên lạc được với ai để có thể lo cho những giáo hữu này chưa? Vâng, kính thưa cha giám đốc, rồi con không phải là trưởng ban tổ chức, thì do đó cái chương trình này cũng đã lên rồi, thì có một cái văn phòng để tiếp đón tất cả bà con ở ngoại quốc, các nước Âu Châu và Úc Châu, và các tiểu bang xa đến có văn phòng, có số điện thoại, thì có thể là cha phó giám đốc đọc lên cái số điện thoại cho bà con có liên lạc về văn phòng đó, thì sẽ có người tiếp xúc và giúp cho. Thì như bà con ở San Jose, Seattle, Washington hoặc là ở Canada tới thì cứ liên lạc với cái anh em ở bên Denver, Colorado hay là Minnesota đó, liên lạc về với cái số phone đó. Vâng, thì sẽ có người giúp cho anh chị em. Cái vấn đề con xin nêu lên đó là cha có nêu lên về việc lãnh nhận ân toàn xá. Thì để lãnh nhận ân toàn xá thì một trong những điều kiện là phải đi xưng tội. Thì trong cái ngày đó thì cha giám đốc và cha trưởng ban tổ chức thì mình có bao nhiêu linh mục, và bắt đầu lúc nào mình có thể, bà con có thể đến làm hòa với Chúa được? Đương nhiên vấn đề giải tội rất là cần thiết. Hy vọng rằng ông bà và anh chị em cũng cố gắng có thể xưng tội trước ở các địa phương, nhất là ở bên Los Angeles và cũng như là Orange, giáo phận Orange gần đây, thì có thể xưng tội ngày thứ bảy trước, thì cũng là đỡ cho các cha rất là nhiều, bởi vì rất là nhiều anh chị em từ xa đến. Thì chương trình giải tội chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 5, có khoảng gần 20 cha ngồi tòa để giải tội cho ông bà và anh chị em những người Công giáo đến xưng tội. Và dĩ nhiên là ông bà và anh chị em khi đến xưng tội, chúng ta xưng tội thôi, chúng ta không có lúc đó 20 cha mà đến 7-8 ngàn người, không làm sao mà xuể. Vì thế chúng ta cũng nên thông cảm để mà chúng ta biết xét mình, rồi chúng ta vào xưng tội ngay. Bắt đầu từ mấy giờ? Là 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. 9 giờ đến, sáng. Đến mấy giờ chứ? 9 giờ sáng. Và sau đó chúng ta sẽ kéo dài cho đến khoảng chừng 12 giờ 12 rưỡi. Bởi vì 1 giờ là bắt đầu thánh lễ rồi. Dạ vâng. Thì đó là quan bà và anh chị em cũng nên biết qua về điều đó. Riêng cha phó giám đốc có thể đọc là cái những tiểu bang xa và nước ngoài có thể liên lạc và ở số phone như thế nào. Vâng, vấn về những người ở vùng Orange County và Los Angeles thì liên lạc với số điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Và những người từ tiểu bang khác và nước ngoài xin liên lạc với cô Hồng Lin ở số 714-468-2816, 714-468-2816.
Và thưa cha giám đốc, hồi nãy cha có nói là sẽ có xe bus đón những quý vị cao niên từ địa điểm này địa điểm kia, nhưng mà hình như cha quên nói chỗ nào. Xin cha cho biết rõ là người ta sẽ đến ở đâu và xe bus đó có dán chữ gì để người ta lên cho nó đúng chỗ, chứ không thôi là họ bước lên xe bus mà chở đi San Jose hay là chở lên đi qua Arizona hoặc là đi đánh bài ở Las Vegas thì là phiền cho quý cụ của bạn chị em ở đây. Xin cha. Vâng, chúng tôi cũng nói thẳng luôn là vấn đề xe bus là chỉ là cái dành cho những ai mà không có phương tiện đi bằng xe riêng. Bởi vì thật sự nếu bà và anh chị em nếu ai mà có thể phương tiện đi xe riêng chung với nhau thì cũng vẫn là tốt. Bởi vì đi xe bus thì đương nhiên chúng ta cũng phải lệ thuộc vào vấn đề cái thời gian chung. Và vì thế ông bà và anh chị em cũng nên nhớ kỹ, và đặc biệt những người trong gia đình đưa ông bà hay cha mẹ lớn tuổi lên xe bus thì cũng nên nhớ rằng là các cụ lớn tuổi thường có phải mang thuốc theo thế này thế nọ, mà nếu như đưa các cụ lên xe bus thôi rồi từ bye bye thì thật sự cũng thật sự không, hy vọng là không có gì xảy ra, nhưng mà lỡ có chuyện gì xảy ra rồi thuốc thang thì cũng khó lòng cho chúng tôi. Và vì thế cái việc đi xe bus dành cho các cụ đương nhiên là có đó, nhưng mà cũng là không phải là một cái điều chúng cái ưu tiên một, vẫn là con cháu đưa ông bà đến đại hội. Về việc vấn đề xe bus thì chúng ta sẽ có 2 đến 3 chiếc xe bus như đã nói, và sẽ ở chợ ABC, rồi đương nhiên chúng ta sẽ có cái dấu hiệu để mà cho biết rằng xe này là đi xuống dự đại lễ suy tôn lòng Chúa thương xót. Còn một điều nữa đó là đối với những anh chị em cũng đã có liên lạc với chúng tôi nói rằng là tiếc rằng năm nay không thể đi được vì nhiều lý do vân vân, thì ông bà và anh chị em, những anh chị em đó có thể hiệp thông với chúng tôi trong sự cầu nguyện cách này cách kia để nhớ đến những anh chị em tham dự, và chúng tôi những người tham dự cũng sẽ nhớ đến ông bà và anh chị em ở xa không thể đến với đại hội được. Và đối với những người ở xa tuy nhiên cũng vẫn có cơ hội để hiệp thông với chúng tôi qua việc theo dõi trên chương trình Lido Sài Gòn TV KSLA 44.4 hoặc là qua hệ thống TV Satellite Galaxy số 19 sẽ thâu từ sáng cho đến chiều trực tiếp để ông bà và anh chị em theo dõi cũng như hiệp ý của nguyện cha con lắng theo. Con cũng xin hỏi cha luôn, bởi vì chúng ta mừng lễ tình yêu Thiên Chúa đó, thì nhà dòng cố gắng hết sức để chăm sóc cho bà con cô bác, và có nhiều cụ và những người bệnh đến, thì trong đại hội năm nay có các bác sĩ có ai chăm sóc không? Bởi vì safety và security cũng như là sức khỏe của anh chị em là ưu tiên hàng đầu. Đúng rồi, vâng. Thật sự là năm nay cũng như mọi năm chúng ta sẽ có một ban y tế gồm có các bác sĩ và các y tá, quý vị này hết sức là tận tình để lo cho tất cả mọi người. Về dĩ nhiên thì chúng ta cầu nguyện để cho các bác sĩ y tá này thất nghiệp để rồi, bởi vì hy vọng là không có gì xảy ra trong đại hội. Và thật sự là ngoài ra còn bên ban tổ chức ở Long Beach Convention Center Arena họ cũng có phần cấp cứu riêng của họ nữa, và vì thế thật sự nói thì có vẻ hơi sợ vậy thôi, nhưng mà thật sự thì cũng không có gì đáng lo ngại. Chúng ta cứ cầu nguyện xin lòng Chúa thương xót rồi chúng ta phó thác. Và dĩ nhiên đối với những cụ lớn tuổi cũng đừng quên mang theo thuốc theo. Vâng. Xin cảm ơn hai cha đã cho quý khán thính giả biết sơ qua về công việc tổ chức và điều hành Đại hội Lòng Chúa Thương Xót. Xin hai cha gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài TV Ánh Sáng Tin Mừng cũng như Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vâng, trước hết xin cảm ơn cha phó giám đốc cũng như và xin cảm ơn quý ông cụ ông bà và anh chị em đã theo dõi chương trình của chúng tôi từ tuần trước cho đến hôm nay. Thật sự chúng tôi làm những việc này không ngoài mục đích gì hơn đó là làm vinh danh Chúa và mưu cầu lợi ích cho chính ông bà và anh chị em qua lòng Chúa thương xót. Và vì thế trong những ngày này tâm tình của chúng ta là trong tâm tình của những người con cái của Thiên Chúa, chúng ta xin Ngài đổ hồng ân của Ngài xuống trên chúng ta để rồi chúng ta cũng bày tỏ hồng ân lòng Chúa thương xót đó đối với những anh chị em xung quanh, nhất là những anh chị em trong gia đình của chúng ta chứ không phải ai xa lạ. Vâng,
Kính thưa quý cha và kính thưa quý cô, quý ông bà, anh chị em, không có gì làm cho chúng ta được hạnh phúc hơn là biết rằng mình được yêu thương. Và trong mùa này là mùa chay cũng như là mùa Chúa thương xót, thì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức độ Ngài đã thí mạng sống của Ngài, Ngài đổ hết máu đào ra để cứu chuộc chúng ta và để tha thứ tất cả mọi tội lỗi. Thì đây là niềm vui của chúng tôi, là các sĩ tử, các cha, các thầy dòng Chúa Thế được Chúa yêu thương, và tình thương chan chứa đó là ơn cứu độ chan chứa đến với anh chị em. Thì chúng tôi muốn chia sẻ cái tình yêu chan chứa, ơn cứu độ chan chứa đó đến với quý vị, không phải chỉ dành cho người Công giáo mà thôi. Thì chúng tôi xin anh chị em đến với chúng tôi, cùng với chúng tôi để cao rao tình Chúa thương xót và đón nhận tình yêu của Ngài. Và chúng tôi xin kêu gọi, kêu mời anh chị em đến, phải đến với tình Chúa thương xót, và để chúng ta yêu thương nhau và chúng ta cổ động nền văn minh tình yêu như Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng cổ động. Trước khi kết thúc chương trình, xin có một nhắn nhủ nữa đối với quý khán thính giả, đó là chúng ta nên làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót bắt đầu từ ngày thứ sáu tuần thánh, để đó là một trong những điều kiện để chúng ta đến đỉnh cao của ngày đại lễ ngày 1 tháng 5. Do đó từ ngày thứ sáu tuần thánh, xin ông bà anh chị em bắt đầu làm việc kính tuần cửu nhật lòng Chúa thương xót. Xin kính chào toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Bà và anh chị em thân mến, yêu và được yêu là hai nhu cầu căn bản của đời sống con người. Nói về tình yêu, chúng ta thấy ngay cả tình yêu của con người dành cho nhau rất là quan trọng, và nhờ thế chúng ta mới có thể sống yên vui được. Nhưng cuối cùng ra, khi cảm nghiệm được cuộc sống của chính mình, chúng ta thấy rằng tình yêu con người vẫn có giới hạn. Và chỉ có một tình yêu cao cả chính từ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tình yêu của Ngài cao vời, phủ lấp cuộc đời chúng ta, cho chúng ta biết tin cậy, biết sống yêu thương, biết sống hạnh phúc, biết sống bình an, cho dẫu nhiều khi chúng ta gặp biết bao nhiêu trưng chiên trong cuộc sống hàng ngày. Và chính trong tình yêu thương của Thiên Chúa đó, chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa đã thương xót chúng ta như thế nào. Đối với người Công giáo chúng ta, người Kitô hữu chúng ta, mùa chay là mùa nhớ đến hồng ân thương xót của Ngài, đặc biệt trong tuần thánh gần đến đây. Chính Chúa Giêsu, Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài chịu đóng đinh trên thập giá vì chúng ta, để bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người, để đem con người thoát khỏi bóng tối sự chết và đem cho sự sống đời đời, bắt đầu từ bây giờ. Và chính trong tâm tình của lòng Chúa thương xót đó mà chúng tôi kêu gọi quý cụ bà và anh chị em hãy đến với Đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót kỳ thứ 11 sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 2011, tức là Chủ nhật ngày 1 tháng 5 2011 tại Long Beach Convention Center Arena. Và chúng ta ở đó sẽ có cơ hội để quy tụ với nhau, để cầu nguyện, để chia sẻ tình yêu thương của Thiên Chúa, đặc biệt qua bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Quý bà và anh chị em hãy đến với Đại hội Lòng Chúa Thương Xót tại Long Beach Convention Center Arena ở địa chỉ 300 East Ocean Boulevard, Long Beach, California 90802. Và chúng tôi hy vọng sẽ gặp được mọi người ở đó để chúng ta cùng nhau cao rao lòng yêu thương, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Xin cảm ơn quý cụ bà và anh chị em, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu,
nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tv@tvastm.net. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net. Xin kính chúc quý vị luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong vòng tay yêu thương của Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.